đang đứng cạnh một cây tùng Đài Loan, có mã số là DL67. Cây này là có một cái dáng bay ôm theo qua bên phải ha, từ bên trái qua bên phải. Kích thước của cây này như sau: chiều ngang được 2m1, chiều cao được 1m2, và cái chiều rộng của cây nữa là cái phần ngọn nó bay ôm cong lại, cho nên là chiều rộng của nó được 1m6, rất là phù hợp để mình đưa vào những cái góc hồ cá coi. Tức là có những khu vực, và đối với những hồ cá coi lớn á, thì có những khu vực là chúng ta sẽ cần những cái cây cao, còn có những khu vực là cần lấy bóng thì mình sẽ sử dụng những cái dáng cây loại giống như thế này, thì bỏ vào nó sẽ rất là dễ, và đồng thời thì kết hợp một ít những cái loại đá nhỏ nhỏ phía dưới để kè viền hồ sẵn, là mình sẽ bo cho cái bầu.